cần hay hơn. À, tiếp tục tại một trong những gian hàng của anh Huynh Trần, chợ chùa đây. Nói đến chùa Nam Định thì anh em biết là nhiều tác phẩm đẹp cũng như là những tác phẩm quý mà chắc chắn là anh em thông qua kênh của Trung Bonsai để nhìn thì chắc chắn là phê. Hàng bây giờ đấy, nhìn cái này. Chào các anh nhá. Hàng đẹp quá nên muốn chia sẻ. Cái này như là giao lưu rồi đúng không anh? Con này em chưa anh ạ. Chưa à? Cái này khoảng bao tiền anh? Cái này 80 triệu anh. 80 triệu này. Đây là một trong những tác phẩm nhỏ cô nùn mà Trung Bonsai quay bên em Sơn cũng gặp nhiều rồi. Hàng hàng chất. Mà nhất là những hàng anh em chợ chùa đấy, anh em thông qua kênh Trung Bonsai cũng biết một số nhà vườn rồi. Rất là đẹp. Hôm nay thì thực ra đến với dân hàng chợ thì anh em cũng để số điện thoại ra rồi, nhưng mà Trung Bonsai cũng cố gắng chia sẻ cũng như là hỏi giá để cho anh em bắt nhịp được nhá. Thực ra những cái tác phẩm đẹp thì phải để cho công chúng người ta tham khảo giá thì nó mới nâng tầm giá trị của nó lên được. Cái này nhiều tiền không anh? Cái phôi này này. Chắc một hơn 400. Và thì hôm nay anh cứ bảo dạng báo giá đi. Nói chung là thông qua kênh của em đây thì chẳng hạn có hợp với ai thì người ta có thể giao lưu nó dễ. Vâng. Trung Bonsai thì lại thích báo giá nhiều hơn là đấy. Nên là nhiều khi là cũng quán chửi nhiều đó, nhưng mà thành quen rồi. Thì thực ra người chơi cây phải hiểu giá trị của nó cơ. Vâng. Chứ còn bây giờ mà cứ nói suông với nhau thì người mới chơi cây thì người ta không hiểu. Cái này nhiều không anh ơi? Phôi này. Vâng. Hôm nay cũng chưa thể vào bên trong được, vẫn đang bên ngoài để báo giá thôi. Quay cho các bác, nếu như là bác nào mà hợp nhãn cũng như là muốn sở hữu thì em hỏi có thể này. Vâng, em 70 triệu này. Bao nhiêu ạ? 70 triệu à? Số điện thoại anh đây nhỉ? Anh em kêu 022 anh em. Anh có thể đọc số điện thoại không ạ? 0914 65 3232 3232 nhá. Thì nếu mà bác nào cảm thấy ưng cũng như là kết cái tác phẩm gần như là nó cũng tương đối rồi đấy. Vì nói độ cắt giật cũng như chuyển nhịp ở những tác phẩm này thì nó khá là ok rồi. 90% rồi. À, chỉ còn 10% cho anh em chinh phục thôi. Mà cái giá chinh phục thì chắc chắn là tuyệt vời. Bộ chân bệ này. Chân này. Cái tác phẩm trong này chắc nhiều như anh nhỉ? Đây này, tác phẩm này này. Cá cái này ở vâng. Cái này còn em. À đây, nói chung là số điện thoại thì nếu mà đi hàng chợ thì anh em nên để số điện thoại. Tại vì gian hàng nhiều như số anh bàn chọc bên kia một số anh em. Em nghĩ là tại vì người quay cũng như người chơi live stream người ta giờ người ta nhiều. Có thể là người ta chưa thích lúc này nhưng người ta thích lúc chưa. Đây để thôi chia sẻ nhé. Tại vì đã có một số anh em nữa là đưa đến đây. Nhưng mà anh em cố gắng liên hệ với trực tiếp với nhà vườn Huynh Trần kia. À, chờ chùa kia để có thể là. Cái này, hai tác phẩm này như một đôi nhỉ. Một đôi đấy. Tuyệt vời. Má sưng tầm. Triển lãm lần này đúng là một trong những kỳ triển lãm khó quên nhất mà anh em tôi có đã tác nghiệp. Mặc dù trên kênh của Trung Bonsai là hơn 2.000 video rồi, cũng rất nhiều anh em quan tâm, nhưng mà đến một cái kỳ triển lãm như này thì không thể cưỡng lại được những nhà hàng chợ này. Đấy, cố gắng chia sẻ thôi, vì không phải kỳ triển lãm lúc nào cũng quy tụ rất là nhiều những tác phẩm như này được. Đấy, anh em cũng rất là bận. Đấy. Cây nhỏ này. Kỳ này anh mang triển lãm nhiều không anh ơi? Hơn chục cây. Anh đã giao lưu cây nào chưa? Giao lưu với cây. Và nói chung là đối với anh em chơi cây thì chắc chắn lần này thì không thể bỏ qua được. Nếu mà là chỉ là những người thích cây thôi đã phải đến rồi. Đây là một trong những tác phẩm chắc là cũng tương đối nhiều tiền này. Cái này là cây xanh na móng gì anh nhỉ? Nhìn đẹp quá, cồn rút. Không thể bỏ qua được những nhà vườn như tác phẩm mà nó xuất sắc như này. Quá VIP. Trong kia là một tác phẩm si khá là nhỏ. Một cái si mà hoàn thiện tương đối rồi. Đẹp chưa? Cái này đưa vào hàng để bàn bên trong kia. Đấy nhá anh em nhá, không phải là một người làm cây mà trên
đất nước Việt Nam mình cũng như anh em ngoài trong ngoài nước, rất nhiều anh em làm cây giỏi và đẹp. Đấy là anh em tôi cũng chưa có kịp chia sẻ lên với cộng đồng mạng. Chỉ có một vài nghệ nhân chính làm cây thôi, nhưng bây giờ hiện tại nhiều lắm rồi. Mức độ mà phải nói là mỗi người chơi cây đều có một cái tư duy cũng như cái nhìn nhận về cây, dáng cây đều bắt nhập rất là tốt. Nhạc đi ơi. Sợ nhất là đi quay mà gặp những bản nhạc nó gây bản quyền. Đấy, rất là mất công cho anh em làm phóng sự. Chúng tôi cũng khuyến cáo những anh em tổ chức là nên mở nhỏ lại chương trình. Bà vài xuất sắc già. Hôm nay thì chắc là các anh em phóng sự đã chay máy rồi. Một số anh em như em yêu cây này, em Thọ này cũng tích cực chia sẻ. Mặc dù công việc của em là cũng đã khá là bận, nhưng chia sẻ rất là nhiều những video ý nghĩa. Anh em vào xem và ủng hộ nhé, ủng hộ kênh của Yêu Cây, em Thọ. Phùi đẹp chưa? Đấy, Trung Quốc Sai thì cũng cố gắng đến với những kỳ triển lãm thì cố gắng chia sẻ những gian hàng chợ này, chia sẻ tới anh em gần xa. Nếu mà anh em có thể là hợp nhãn thì có thể alo trực tiếp cho nhà vườn tham khảo giá. Rất nhiều anh em, rất nhiều anh em đến. Nói chung là cây đẹp mà nó có giá của nó. Gian hàng này thì Trung Bonsai cũng chỉ chia sẻ đến đây thôi nhé. Nếu bác nào yêu, đam mê thực sự, hiểu giá trị đích thực của những tác phẩm mà Trung Bonsai chia sẻ đây, thì cố gắng alo trực tiếp cho chủ nhà vườn Huynh Trần đây, chợ chùa, để có thể là bắt nhịp được những tác phẩm cũng như là chụp lại hình ảnh, gửi số điện thoại trực tiếp đến thì anh em có cái chia sẻ nó được sắc nét hơn. Vì thực ra là một trong những gian hàng này thì nó nhiều tác phẩm để Trung Bonsai muốn chia sẻ được, do là nhạc, bản quyền, một số cái hình ảnh bên kia nó rất là phức tạp. Thì là cũng chỉ cố gắng chia sẻ đến đây thôi. Ca đây mua được cây nào chưa? Ngắm được chưa? Mua cái phôi này về làm bộ đôi như cây ấy này. Cây giáng nàng này mua quả thức này. Nhìn như tựa tựa vậy đúng không? Nay đi từng gian hàng một đúng không ạ? Để chia sẻ thôi, cố gắng là chia sẻ hết. Đây là cây, những cây mà thác đổ này cũng là những cây này, phôi này, chăn nuôi này. Cái hàng đây thì hàng đẹp. Đẹp quá. Mini nhỏ. Cái này mà làm thành cây thác sau này thì những cái phôi này chân đuôi sau này chất form dáng đẹp. Nói chung năm nay là phôi nhiều, phôi đẹp, nhiều cây hoàn thiện rồi vẫn cắt thành phôi tiếp tục chăn nuôi lại làm. Đúng là đỉnh của chóp đang đây à. Những siêu phẩm, những tác phẩm mà được hoàn thiện như chất lọc đây thì mời cô bác anh em ở xa, nhất là anh em ở trong ngoài nước là nắm bắt được cái thông tin để có thể về trực tiếp triển lãm, cũng như là những cái gian hàng chợ này, số điện thoại cũng như địa chỉ mà chúng tôi sai chia sẻ lên đây. Đông xe này nó đông, quá đông rồi. Sân chơi lý tưởng, cái gì cũng có. Rồi nhé.
mình cũng xin được tiếp tục gửi tới anh em một chút phim tiếp theo tại một gian hàng nữa, để cho anh em có thể là thông qua đó mà có thể là giao lưu cũng như cập nhật được nhé. Đây là cây mẫu đơn mà em Hải Bùi Văn vừa giao dịch xong cho một đại gia. Đấy, mẫu đơn ta mà hàng thân nứt vẩy ra cá sấu, đặc biệt cái này 5 thân to tốc không to xịn sò. Anh em chờ xem nhé, video còn rất là nhiều và dài, hẹn anh em ở video sau đi. Các bác cứ nhớ vào xem và ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé, để không bỏ lỡ một số video mà Trung Mô Sai có thể tác nghiệp tại triển lãm này. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.